Người dân xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ ai cũng nói về ông Đào Phạm Tĩnh, trạm trưởng trạm y tế xã với nhiều tình cảm yêu mến và quý trọng. Đặc biệt trong dịch Covid-19, ông là người luôn đi đầu và tận tụy hết lòng vì công tác phòng chống dịch. Ông Tĩnh đã có 30 năm công tác tại trạm y tế xã Hưng Đạo, trong đó 10 năm làm trạm trưởng. Suốt những năm qua, ông đem tất cả tâm huyết của mình để phục vụ nhân dân. Nhiều ca bệnh khó được ông xử lý thành công, cấp cứu cho nhiều người bị tai biến mạch máu não, đuối nước qua cơn nguy hiểm. Trong những ngày dịch vừa qua, người dân địa phương càng cảm phục trước sự tận tụy trách nhiệm của ông. Hàng ngày, ông đến từng nhà thăm khám sức khỏe định kỳ cho 28 trường hợp cách ly tại địa phương và vận động 2 trường hợp đi cách ly tại trung tâm y tế huyện. Chị Trần Thị Hải Hà là trường hợp phải cách ly tại nhà, chỉ sống một mình. Hàng ngày, ông Tĩnh đều mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt cho chị để yên tâm cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Đồng chí Đào Phạm Tĩnh, trạm trưởng trạm y tế xã Hưng Đạo là một trong những đồng chí là rất là năng nổ, nhiệt tình. Đối với các trường hợp mà phải giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà thì đồng chí cũng rất là tích cực, đặc biệt là hàng ngày đều xuống giám sát theo dõi sức khỏe, kể cả là cung ứng thực phẩm đối với những người mà đang theo dõi giám sát tại nhà và được Đảng ủy, Ủy ban xã đánh giá rất là cao.